Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo từ nay đến sáng 27 tháng 11, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định sẽ có mưa to đến rất to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định sẽ có mưa to đến rất to và dông. Khu vực Quảng Trị, Phú Yên và Khánh Hòa, chiều tối 25 tháng 11 đến sáng 27 tháng 11, cũng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 60 tới 120mm, có nơi trên 180mm. Còn khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình và phía đông của Tây Nguyên, thời gian này có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 30 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Từ ngày 27 tháng 11, mưa lớn trên các khu vực có xu hướng giảm nhanh. Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 30 tháng 11 đến mùng 5 tháng 12 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Từ nay đến tháng 12, miền Trung có thể đón nhiều đợt mưa lớn do ảnh hưởng bởi hình thế gây mưa điển hình là không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông.